khô rồi ăn. Có lúc tự mình thịt cá, nhưng có lúc nhờ người bán làm hộ. Con xin thầy chỉ cho con cách giúp mẹ con với A Di Đà Phật. Cái này nguy rồi. Gọi là đại hạn đến nơi rồi mà vẫn gì vẫn chưa chưa tỉnh. Cái này là lặp lại trường hợp, là lặp lại bà Thanh Đề, lặp lại trường hợp giống như bà Thanh Đề mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên, hoặc là lặp lại cái trường hợp giống như là mẹ của Bồ Tát Địa Tạng khi Bồ Tát Địa Tạng bắt đầu chuẩn bị phát Bồ Đề Tâm vậy đó, cũng thích ăn những gì, làm những việc ác, ăn thịt chúng sinh. Trước đây Phật tử kể là trước đây mẹ thường hay đi bắt cua, giờ yếu không đi được nữa nhưng thường hay ra chợ để mua cá chép về để hầm tương để ăn. Có những lúc tự thịt, có những lúc bảo người bán họ thịt sẵn ra về làm như vậy. Đây là cái thói quen, tập khí. Cho nên cứ vào lúc buổi tối là thường hay nói là Phật tử này nói vào buổi tối thì nói thổi cơm đi. Rồi nói là trả hết cho chúng bay những trả hết cho chúng bay, cứ bảo thổi cơm đi trả hết cho chúng bay vân vân. Những cái này là bắt đầu cái nghiệp báo, nhân quả nghiệp báo xấu ác bắt đầu chuẩn bị rồi. Cái trường hợp này nếu không dừng lại thì chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi là có thể là ốm đau bệnh tật liền dược liệt giường liệt chiếu. Trong kinh Địa Tạng nói là muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, có nghĩa là hành hạ cho gì tội thân còn sống mà tâm khổ như ở trong đọa trong địa ngục rồi. Những trường hợp như thế sau khi chết đi một cái là kinh Phật nó là đọa vào địa ngục còn nhanh hơn là tên bắn. À, nên cái Phật tử này nên nên đọc kinh Địa Tạng hoặc lấy những cái băng giảng kinh Địa Tạng của các quý thầy và cho mẹ nghe. Mẹ chưa nghe được nhiều thì cho những đoạn nào mà phù hợp với cái hoàn cảnh gia đình nhà mình và đặc biệt là của mẹ của mình cho mẹ nghe. Và khuyên mẹ, nhẹ nhàng khuyên mẹ, càng như thế càng gần bên mẹ hơn để khuyên mẹ để xem mẹ có phản tỉnh được không. Ở ngay đời này kiếp này không thì còn cơ hội cứu. Bằng không thì chỉ có bằng cách là sau này đi vào trong đó khổ cực đến tột cùng thì lúc đó thì mới gì mới nhớ khổ địa ngục mới gì mới phát Bồ Đề Tâm mới có thể hướng thiện được. Thì cái này thì còn phải xem cái nhân duyên của bà cụ với Phật pháp như thế nào đó. Nhưng mà Phật tử cũng nên bằng cái đạo hiếu của người làm con hãy cố gắng để mà gần gũi bên mẹ và tìm đủ mọi cách mọi phương tiện thiện xảo nhất tốt đẹp nhất của Phật giáo để của Phật pháp để khuyên bà cụ khuyên mẹ mình được ngay đời này là cái tốt nhất. Bằng không thì cũng phải chịu, đành cho bà cụ phải vào đó chịu cái sự đánh đập tra khảo của ngưu đầu ngục tốt Diêm La thì khi đó thì người ta mới tỉnh. Đấy, giống như kẻ trộm cắp ở thế gian ấy. Còn đang gì? Nó còn đang 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 ở ngoài vòng pháp luật ấy. Nó chưa bị sờ gáy chưa bị bắt ấy. Thì nó cứ nghĩ rằng gì nó tự do tự tại chẳng phải làm mà vẫn có tiền tiêu, chỉ cần đi vạch qua một đám. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.